Bất cứ khi chúng ta muốn giúp ai, cái điều kiện đầu tiên chúng ta có là chúng ta phải có lòng đại bi. Nói cách khác là từ bi. Nhưng mà tại vì đại từ và đại bi, nói gọn là đại bi, còn nói đủ là đại từ đại bi, nói tắt là đại từ bi, nói gọn gàng là đại bi. Vì bi nghĩa là lòng, bi nghĩa là cứ giải cái khổ cho người, mà giải đến cái chỗ rốt ráo viên mãn gọi là đại. Khi chúng ta làm việc gì mà không có lòng từ bi thì việc làm đó khó mà trọn vẹn. Chúng ta có thể bỏ cuộc nửa chừng bởi vì chúng ta còn hờn giận phiền trách người kia. Nhưng nếu mình làm vì tình thương thì mình sẽ giữ cái việc làm của mình lâu dài. Vì sao? Vì chúng ta không làm bằng bất cứ một sự đặt để nào. Mình không làm vì mục đích lấy danh lợi, mình không làm vì muốn người kia phải đền ơn đáp nghĩa cho mình, không đặt bất cứ một vấn đề gì. Cho nên người kia có nhớ hay quên, thậm chí mình sẽ hát em còn nhớ hay em đã quên, nhưng lòng từ bi vẫn cứ thế. Nói tới chữ đại thì theo cái giáo lý á, thì chúng ta thể hiện chữ đại bằng 5 phương thức. Một là tư lương đại. Tư lương đại là sao? Nghĩa là chúng ta có được cái phước đức, có trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ như hiện đời chúng ta ngồi đây, mình có phước không? Có. Mình có trí không? Có. Vậy là có đại chưa? Đại. Dù trong túi có 10 đồng vẫn đại. Tại sao? Bởi vì 10 đồng mà chúng ta có thể dùng 10 đồng đó làm việc nghĩa, việc thiện, thì dù 10 đồng cũng đại. Phước đức tư lương. Ở đây không nói vấn đề số lượng, mà phải nói tới cái tư lương phước trí của mình. Mình có phước lắm, mình ở được một cái hoàn cảnh, dù đã nói là thế giới ta bà, không có gì, không chỗ nào mà không khổ, không có chỗ nào mà không có sân si, nhưng so ra mình vẫn hơn nhiều nơi. Tại vì quốc độ này Phật Pháp rất là sung mãn. Chùa chỉ cần đậu xe ăn chỗ thôi, đi 10 chùa đi bộ cũng tới. Đó chưa nói tới ăn. Sáng 6 giờ là muốn ăn món gì cũng có. Em qua đây cái em muốn dọn về đây ở ghê vậy đó. Bên em đâu có được vậy. Trời lúc nào cũng, cho dù quý vị gọi là lạnh, nhưng so với cái lạnh cực giá của Canada thì không có nghĩa gì. Vậy thì mình có tư lương đại chưa? Mà tại sao còn cứ than? Phải không? Cứ bệnh xa hoài. Bệnh xa là bệnh than. Thật sự ra chỉ cần mình đủ trí quay trở lại nhìn, thôi phước rồi, vậy phước rồi. Nói vậy đi, để lúc nào tâm mình cũng cứ đại. Tại vì mình nhỏ cho nên mình mới thấy không đủ, còn mình lớn là thấy đủ. Ví dụ như giờ người ta ở đây ngồi chật hết, có vị ngồi phía sau, có vị ngồi phía sau có nói trời tội nghiệp quá, bác không được ra trước. Không, có chỗ ngồi đây phước rồi, nhất là ngồi gần washroom. Muốn đi giờ nào đi. Còn giờ mấy chị ngồi trong này muốn đi ra cũng cả vấn đề. Đó. Bây giờ là lầu ngôi tăng kẻ khiếu trọ rồi đó. Quý vị học tiếng Tiều, lầu ngôi là ngồi lâu, tăng kẻ là tê cẳng. Khiếu trọ là khó chịu à. Lầu ngôi tăng kẻ khiếu trọ. Như vậy thì đầu tiên chúng ta phải, chúng ta không có than là tôi không có đại bi. Bây giờ mình nhìn trở lại là bây giờ mình nói một chữ đại thôi, một chữ đại thôi là mình đã thấy rằng mình rất vĩ đại.
Thứ nhất là tư lương đại. Thứ hai là hành tướng đại. Do sức đại bi có khả năng nhổ tận những cái khổ. Pháp Hòa ví dụ như cái tướng khổ nó hiện trên thân nha: bệnh tật, già nua, gọi là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ đi, nó cũng có cái tướng của nó. Nhưng mà với cái sức từ bi của mình, mình có thể an ủi người ta. Mình an ủi để người ta thấy rằng cái bệnh của người ta không đến nỗi. Do đâu mình có thể an ủi? Do từ lương gì có trí mới nói được cái đó. Thứ ba là mình sở duyên đại. Sở duyên đại là gì? Phải lấy cái gì đó làm cái sở duyên. Sở duyên đó là duyên cái đó để phát tâm lớn. Pháp Hòa ví dụ như ở đây có nhiều chùa nấu cơm cho người homeless. Vậy thì người homeless có phải là sở duyên không? Cái nơi, cái chốn để mình duyên vào cái cảnh khổ đó để mình phát lòng từ. Có hồi nào giờ mình chưa nghe chương trình cho người homeless ăn? Bữa nọ lái xe đi ngang thấy cửa chùa đông quá, với chuyện gì hỏi ra mới biết là chùa đang nấu cơm cho người nghèo. Ồ, vậy hả, để lần sau tôi ghé phụ, lần sau tôi đóng góp. Sở duyên, mình phải có cái người nào khổ, cái lòng từ mình nó mới khởi lên và nó sung mãn, hay nói một cách khác là nó sống còn. Ai cũng có lòng từ hết á, nhưng mà nếu mình không thực hiện thì lòng từ này nó không tồn tại, nó bị ngủ. Ví dụ như là mình thấy một cái người nghèo, cái tự nhiên cái trí của mình nó nhận diện người nghèo, và cái trí mình nói rằng mình có khả năng giúp. Trí mình nó nhận định hai phần: nhận ra người khổ, nhận ra khả năng của mình, và đồng thời bây giờ thể hiện cái đại đó bằng hành động, lấy của ra cho. Đó, cái đó gọi là sở duyên. Mình có hết, nhưng mà tại vì mình không tưới cái đó, mà phải tưới bằng chút chút, chứ đừng đợi làm lớn. Ví dụ như giờ ta nói thôi, trời ơi, người ta làm cái việc đó, người ta có mấy ngàn người ta mới làm, tôi có mấy chục mà làm cái gì. Mình không khởi cái nhỏ sao cái lớn được. Vì vậy mà cho nên ở trong cái truyền thống tụng kinh của Phật giáo Việt Nam, trước khi vô kinh là tụng bài gì? Chú Đại Bi. Tại sao phải tụng chú Đại Bi? Chú Đại Bi linh thiêng gì mà tụng chú Đại Bi trước khi mà chúng ta vào kinh? Anh muốn cầu cho chúng sanh khổ nạn gì đó. Tại khi mà đi vào kinh là mình có chủ đề của bài kinh này, bằng cách là chúng ta tuyên bố với Phật: hôm nay đệ tử chúng con vân tập trước Phật đài, chí thành trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh, nguyện vì bệnh nhân Phật tử tên gì đó cầu an cho họ. Như vậy là mình có đối tượng rồi. Tụng một thời kinh cầu an thì ai là đối tượng của lòng từ hôm nay? Người bệnh này nè. Và thậm chí cầu siêu thì người mất hôm nay là đối tượng. Rồi cuối cùng, con xin thưa với Phật một điều cuối cùng: âm siêu dương thời. Cho nên nếu quý vị mà quán kỹ coi, suốt thời kinh lòng từ bi nó phát ra. Nhưng mà trước khi đi vào trong bài kinh đó, để làm đối tượng đại bi, cứu họ bằng cách nào? Phải tưới tẩm tâm đại bi bằng một câu: thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Ngàn tai ngàn mắt gọi là thiên thủ thiên nhãn, tâm đại bi vô ngại. Và thế nào là vô ngại? Đà ra ni vô ngại. Vì chữ đà ra ni có ba nghĩa: nghĩa đại, pháp đại, tổng trì. Mình hiểu cái nghĩa, mình hiểu cái pháp, mình hiểu được, mình tóm thâu được cái nghĩa đó, cho nên mình ứng dụng làm được hết. Tụng để chi? Tụng để lòng từ bi sống mãi, không mất trong con. Không có mất trong con, cho nên trước cửa chùa người Việt Nam đặt Đức Quan Âm đứng trước.
Cái đó là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Dựng Đức Quan Âm đứng trước cửa chùa để làm gì? Nhắc nhở mọi người hãy làm cho lòng từ mình luôn sống mãi, vì cuộc đời này đang rất cần cái năng lượng của từ bi. Đạo cần hai chữ từ bi. Nước đừng trái những điều gì dân mong. Đạo ngược từ bi chẳng thành công. Trái dân mong muốn đừng hòng nên danh. Đạo muốn thành, nước muốn thành, phải theo dân ý, phải hành từ bi. Cái bài này hồi nhỏ Hòa đọc báo đọc báo cái thấy có một vị ghi cái bài thơ đó trên báo, mình thấy thích cái mình đọc xong cái mình nhớ. Đạo cái gì à, đạo cần hai chữ từ bi. Nước à, đạo cần hai chữ từ bi. Trái dân mong muốn đừng hòng nên danh. Cho nên á, mình tụng chú Đại Bi là để nuôi dưỡng cái tâm từ của chúng ta mãi sống. Và Phật giáo Việt Nam, chư tổ đã thiết lập cái hình thức bằng cách là đặt Đức Quan Âm ở trước cửa chùa. Mà thường là Đức Quan Âm màu gì? Tượng trưng cho gì biết không? Tinh khiết, trong sạch. Lòng từ trong sạch, tinh khiết, trắng như Đức Quan Âm. Cho nên và đồng thời Đức Quan Âm còn có một biệt hiệu nữa là Bạch Y Quan Âm. Đức Quan Âm mặc áo trắng. Mà cái người mà người ta lỡ có công ăn chuyện làm gì, ta đi ngang chùa mà ta thấy Đức Quan Âm, ta cũng xá vô một cái. Thưa đại chúng tập cái này. Đây là cái Pháp Hòa tập. Mỗi lần mà lái xe đi ngang chùa mình không vô được, nhưng mà đi ngang chắp tay cúi đầu một cái, mình không cần phải xoay người mình lại, chỉ cần đi, mình biết sắp sửa đi ngang cái chùa đó, nếu mình biết được con đường đó có chùa, sắp sửa đi ngang chắp tay cúi đầu một cái, nuôi cái tâm từ của mình. Thấy một con vật nó chết ở bên đường không dám nhìn, nhưng mà nhắm mắt cầu nguyện cho nó. Có nhiều khi mình đi lái xe trên freeway thấy mấy con này con kia nó chết, nhắm mắt lại, nhiều khi không dám nhìn. Còn ai dám nhìn thì tự nhiên. Em không dám nhìn. Thấy thương quá, nhắm mắt lại. Mình khởi cái tâm từ, nguyện cho các loài sinh vật này sớm được tái sinh về cõi lành. Nhưng nhiều khi mình đi gặp một người nghèo, mình không có cơ hội cho, mà cũng nhiều khi không có khả năng cho. Có khi rơi vào hai hoàn cảnh, đi trên xe thấy họ bên đường kia xin, sao mình có khả năng, mình có cơ hội cho. Nhưng khởi tâm nguyện cho người này đủ cơm no áo ấm. Người Trung Hoa, Phật giáo Trung Hoa mỗi lần ăn cơm chắp tay lại. Các chùa người Hoa chắp tay cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Bất cứ họ ăn gì, đọc ba câu: cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Còn người Việt Nam nuôi lòng từ bi bằng cách nào biết không? Cầm chén cơm lên, dù có ở dưới đó heo quay, dịch quay gì không biết, nhưng mà cầm chén cơm trắng lên, múc ba miếng ăn trước. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Từ bi có chưa? Chưa thể hiện, nhưng nói đã. Nhưng mà mình nói riết cái thì nó thành nghiệp. Nhưng mà nghiệp gì? Nghiệp lành. Nói riết nó thành nghiệp lành. Cho nên nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta cứ làm riết cho nó thành thuần thục. Nhưng mà nếu đủ chánh niệm, chúng ta thuần thục cái lành, đừng thuần thục cái xấu. Quý Hòa Thượng viên mãn rồi. Thí dụ như mấy ngày nay tinh Hòa Thượng Quảng Độ tịch đó. Mình thế nào các chùa ở đây sẽ tổ chức cái lễ truy niệm Hòa Thượng. Nhưng nếu mình không thể dự được, quý vị ở nhà quý vị đảnh lễ Hòa Thượng. Nhất tâm đảnh lễ,
không biết gì hết phải không? Nói đơn giản thôi. Nhất tâm đảnh lễ hòa thượng thượng quảng hạ độ giác linh. Đọc 3 lần 3 lại. Bất cứ hòa thượng nào, vị nào mà quý vị nghe tin các vị đó viên mãn viên tịch, quen không quen không cần biết, đảnh lễ quý ngài đi. Chị biết không? Để lúc nào cũng gieo duyên với hàng tăng bảo. Rồi đời nào kiếp nào mình rập ra, mình ra đời, mình cũng không mất cái cơ duyên gặp tăng chúng, làm người xuất gia, hay là ít nhất cũng được sống trong vòng thương yêu của tăng chúng. Đó là cái pháp hòa thực tập. 35 năm rồi đâu có về Việt Nam, đâu có cơ hội đâu. Tuần trước á, đi giảng thì xong rồi thì gần sáng thấy được đi về Việt Nam. Mà pháp hòa mà có một cái lạ là mỗi lần về Việt Nam là khóc. Khóc đến mức độ là mình giật mình, là gối mình ướt hết, vì mình khóc thật trong giấc chiêm bao. Vừa rồi đi về nằm chiêm bao, thấy đi về Việt Nam, đi đảnh lễ Pháp Hòa Thượng Trí Tịnh. Khi mà mình đứng trước tháp thì cái cảm xúc mình nó dâng lên. Và Pháp Hòa nói: Hòa Thượng ơi, hôm nay con về rồi. Mình đảnh lễ. Và lúc nào cũng vậy. Mỗi lần về Việt Nam, chim bao thấy đi Việt Nam là đi về chùa. Mà mình thấy cứ tại trong đầu mình nó toàn cái hình ảnh của chùa ngày xưa. Bây giờ những ngôi chùa nó ta cất lên trọng trời rồi, nhưng trong tâm mình vẫn là cái hình ảnh ngôi chùa đó. Cho nên cái năm Pháp Hòa ở đây đúng 30 năm, Pháp Hòa có làm bài thơ: Đã nửa đời người xa cố hương, trong tôi vẫn giữ một niềm thương. Vẫn dòng sông đó, hàng cây nhỏ. À, trong tôi vẫn giữ một niềm thương. Vẫn hàng cao đó, hàng thông nhỏ vậy đó. Nhớ cả đồng quê, nhớ phố phường. Khi đó đi về, mỗi lần mình về Việt Nam bằng cái giấc chiêm bao đó, đi thấy đi chùa, đi thăm hòa thượng này, đi thăm vị kia, và gần đây nhất là thấy về lễ tháp hòa thượng Trí Tịnh. Mà cứ như vậy là mình khóc. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là chúng ta thể hiện cái tâm từ của chúng ta, không phải đợi một cái gì nó thật lớn, mà chúng ta thể hiện vi tế trong cuộc sống của chúng ta. Rót một ly nước cho người, bưng một chén cơm cho người. Nhiều khi chúng ta không có làm gì lớn hết á, nhưng mà những cái nhỏ đó nó nuôi dưỡng lòng từ mình bất tận, không mất. Cái đó gọi là sở gì? Sở duyên đại. Nếu mà mình có lòng thương, không có chỗ nào mà không có chỗ để chúng ta duyên tâm mình tới đó. Pháp Hòa ví dụ như mỗi lần giảng, Pháp Hòa hay nhìn ra ngoài đó, thấy đại chúng còn ngồi ngoài sân đông quá, mình ngó tới ngó lui, mình thấy chỗ mình còn chỗ, đừng có nệ hà chỗ tăng chỗ ni gì hết, quan trọng là Phật tử có chỗ ngồi. Bây giờ là giờ phút người ta cần chỗ ngồi, trừ trường hợp ngay giữa chánh điện đừng ngồi thôi. Còn chỗ nào có được cho Phật tử vô ngồi, tội người ta. Tới giờ ăn cơm Pháp Hòa hay đi xuống coi lắm. Mình chưa yên lòng ngồi xuống ăn nếu mình chưa thấy mọi người có thức ăn. Thậm chí lên ngồi tụng kinh mà Pháp Hòa biết là phía sau còn nhiều người chưa có quyển kinh tụng là Pháp Hòa cũng không yên. Cũng phải đứng ngồi ngó tới ngó lui, sao mấy Bồ Tát mình ngồi tụng không mà không ngó tới mấy Bồ Tát khác, là phải đứng dậy đi mở kinh. Thậm chí còn đi vòng vòng lật trang này tụng, để cho người ta tụng thời kinh ta hạnh phúc. Mình tụng cái gì mà không thông báo trang triết gì hết trơn, ta ngồi ta lật hoài lật quỷ, ta nói trang mấy chị.
Ba kêu tôi biết tôi chết liền á. Tụng kinh phải thông báo số trang, trừ khi nào cái chùa để hai cái screen, hai cái màn ảnh bự vậy nè, rồi mình có cái project mình chiếu những trang kinh đó trên đại chúng, ta ngước lên ta nhìn ta tụng chung, khỏi phát kinh sách mà chắc chắn người ta cứ kinh ta tụng. Còn nếu như mà mình đã phát kinh cho người ta rồi thì lòng từ bi một chút, thông báo số trang, rồi từ bi hơn nữa, trung thành cũng những gì trong cái cuốn đó, đừng có fantasy. Tụng bằng ở dưới này, tụng gì vậy bà, trang nào tôi có biết đâu, bữa nay sao không hứng tụng lạ vậy. Em nghe hết. Nhưng mà xin thưa đại chúng, không ai nói gì với Pháp Hòa, nhưng Pháp Hòa biết được điều đó. Mình sống á, mình muốn hiểu được người ta, mình sống bằng mình. Cho nên mình muốn thương được ai á, phải nghĩ người đó là mình. Còn mình muốn tha thứ được ai á, nghĩ mình là người đó. Tại sao nói vậy? Nếu mình muốn thương người đó đó, mình phải nói người đó là mình. Tại vì đa số mình thương ai? Thương mình. Thì hãy nói người đó là mình để mình thương được họ. Còn lỡ họ có chọc mình, giận mình, không tha thứ được, mình nói người đó, mình là người đó. Tại vì nếu mình là người đó, biết đâu chừng mình cũng hành xử y chang như vậy. Mình muốn người ta tha thứ mình thì mình nghĩ mình là người đó. Còn mình muốn thương được ai thì hãy nghĩ rằng người đó là mình. Cái đó gọi là đại. Cái đó là sở duyên. Cho nên đại là gì? Đại là bự tổ bố. Chữ bự đó không có gì đại hết. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa thưa đại chúng ba nghĩa của chữ trưởng giả. Một người được gọi là trưởng giả phải đủ ba điều kiện. Thứ nhất là lớn tuổi. Thứ hai là giàu có. Nhưng cái quan trọng cuối cùng là đạo đức. Anh giàu, anh già, không đạo đức, không thể gọi trưởng giả. Hỏi nhiêu lớn tuổi? 18 tuổi. 18 tuổi cũng lớn rồi. 20 tuổi cũng lớn rồi. Và giàu có là chắc chắn rồi. Nhưng chỉ cần có đạo đức, có nhân cách, ông đó còn trẻ tới, ông trưởng giả. Cho nên khi mình ở trong một cái hoàn cảnh để nuôi dưỡng lòng từ của mình, mình hãy đem mình với người khác. Đa số là ai cũng muốn người khác tha thứ mình, và ai cũng muốn người khác thương mình. Muốn được việc đó, chúng ta cứ nghĩ. Muốn thương được người kia thì nghĩ. Nghĩ sao? Mình, người đó là mình. Còn muốn tha thứ được cho người thì mình là người đó. Hồi đó có một cái ông đó đó, ông lúc nào cũng đi trước, ông cũng mang cái túi. Mà trong túi này á, ông mang gạch, sỏi, nó nặng đó. Rồi bây giờ ông cũng mang cái túi đó đó, nhưng mà giờ ông mang gạch, sỏi, mang tiền, mang kẹo, mang bánh, con sai con ăn được. Thì mình vẫn mang cái túi đó, nhưng mình đổi cái đối tượng. Cái tâm tư của chúng ta không bao giờ dừng sự suy nghĩ. Nhưng mình suy nghĩ xấu cho người ta hoài thì lòng từ mình không có. Tại đừng nói tao nhỏ, tôi ghét nó lắm. Đừng nói tới cái ông kia, tôi bực ông lắm. Mà đụng tới mình là bực, ghét, không ưa.
rốt cuộc người mình nó làm sao? Nó very negative. Người rất là tiêu cực. Là vì trong ta không có gì để thương hết. Cho nên mình làm sao mà từ cái tình mình nói tới người nào phải có cái điểm tốt của người đó để mình nói. Thì chừng đó không phải là mình giỏi hay là người hay gì đâu. Trước hết mình là người sống không có độc tố. Không có độc tố của ghét, của ganh, của giận, của tức ở trong tâm thức của chúng ta. Thành thử ra chỉ cần có cái đó thôi, khỏi cần uống sinh tố. Bởi vì chúng ta uống sinh tố thật nhiều nhưng mà giận tức hoài thì sinh tố nó biến độc. Quý vị thử nghĩ nếu như đó là đồ ăn ngon mà mình ăn trong người mình mà nó không tiêu hóa là nó độc chứ gì nữa. Nó không có cái gì là mê tín hết mà nó rất thực tế. Mình ăn ngon mà tâm mình thoải mái hay ăn dở mà tâm thoải mái thì miếng ăn đó đồ ăn thường thôi cũng thành chất bổ. Cho nên bổ là gì? Khi ăn biết ngon kêu bổ. Để vô miệng mà không có taste, không có biết vị gì hết á, mình nói sao? Ăn được lạc lẽo quá. Thức ăn, tại vì khi mình ăn biết ngon là trong người mình nó tiếp ra một cái chất tiếp nhận và mình thấy ngon là vui, tự nhiên cái đó nó thành bổ dưỡng. Tại sao có những người ta ăn cơm nước tương mà người ta mập, ta khỏe? Còn mình là ăn yến xào nhung chân gì đâu mà bệnh hoài. Quý vị biết không, ung thư á, nếu ai mà có độc tố của ung thư, càng ăn nhiều ung thư càng phát triển. Tại vì tất cả những thức ăn đó nó nuôi cho ung thư, tế bào ung thư, vi trùng ung thư phát triển. Nhất là chất đường, ung thư phát triển là mạnh lắm. Và thậm chí ai mà lỡ bị ung thư gan rồi mà ăn yến nó phát còn mạnh dữ nữa. Tại vì lúc đó cái tế bào ung thư nó bao bọc hết rồi, bao nhiêu đồ bổ vô là vi trùng nó chặn ngay đây, nó đoán hết rồi. Nó nói trời ơi ngon quá, cảm ơn bệnh nhân nghe. Biết nuôi tôi ghê vậy, tôi sẽ ăn cái này nhiều để đưa chị lên đường sớm. Bây giờ nó chặn ngay đó hết rồi. Mình bao nhiêu cái bổ vô là ung thư nó phát triển. Cho nên cái câu ta thấy bỏ đói ung thư. Bỏ đói ung thư nghĩa là chúng ta đừng nghĩ rằng mình ăn nhiều thì bệnh mới hết. Không, tùy. Có những bệnh không nên ăn. Quý vị thấy các bậc á, ngày xưa mà tại sao các ngài để lại nhục thân? Tại vì các ngài biết trước khi các ngài tịch là các ngài không ăn uống. Và các ngài không ăn để chi? Để tất cả đồ dơ nó không biến thành thối ở trong cái bộ đồ lòng, trong ruột của mình. Các ngài uống nước cho nó cleanse, cho nó tiêu ra. Và với cái thiền định đó các ngài để lại nhục thân. Và bây giờ người ta kiểm nhận đâu có thuốc men gì ướp cái xác đó đâu. Nhưng mà thậm chí các vị dù mình cái thân xác mình có rã ra đi nữa, nhưng nếu với một người không có ăn tạp nhạp khi chết đó, ít có hồi thôi. Xin thưa đại chúng, và nói một cái điều mà nó gần gũi thôi. Mình ăn tùm lum nhiều là phân nhơ nó ra. Tại tùy theo cái thức ăn mà nó ra cái đó. Cho nên nhân sao là quả nó vậy. Ăn ngon trên này và xuống kia là quả nó cũng ngon dữ lắm. Cho nên sở duyên mà. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta có rất nhiều những cái sở duyên để làm cho lòng từ mình phát triển. Vì cái người hồi nãy á, mình muốn thương họ, mình sở duyên họ thử. Thí dụ mình muốn tha thứ cho họ, mình nói trời, nếu như mà tôi là cái người đó chắc tôi cũng làm y vậy đó. Tôi cũng hành xử rất là dở như vậy đó. Tại vì tôi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi hiểu. Cho nên tác phẩm truyện Kiều, người nào mà đọc truyện Kiều mà với cái nhìn cảm thông là sẽ biết rằng cô Kiều đó cũng chính là mình. Mình cũng ba chìm bảy nổi. Nếu mình ở trong hoàn cảnh của cổ, mình cũng thế thôi.
Và trong trong cuộc đời này có những người khổ như Kiều, mà cũng có những người xấu như Tú Bà, cũng có những người như Sở Khanh, cũng có những người như Kim Trọng. Cho nên tất cả những nhân vật đó cũng để nói lên tâm niệm của mỗi con người. Mình có ghen không? Thì là mình là hoảng thơ. Vậy thì hoảng thơ không phải là một người, mà hoảng thơ là một đối tượng để chúng ta duyên, để chúng ta quán, để chúng ta không cảm. Và nếu chúng ta có được cái lòng từ cỡ đó, ở đây chúng ta không nói cái chuyện là mình là học giả nghiên cứu, nhưng chúng ta biến đại bi thành hiện thực, mà thể hiện qua những hình ảnh để nó có cái sở duyên cho lòng từ. Cái thứ tư gọi là bình đẳng đại. Hồi nãy ba cái rồi: tư lương đại, hành tướng đại, sở duyên đại. Bây giờ gọi là bình đẳng đại. Bình đẳng đại nghĩa là lòng bình đẳng mang lại lợi ích yên vui cho mọi người mà không phân biệt. Cho nên mình hay tụng cái bài sám, rồi mình nói một câu: đệ tử chúng đẳng. Tức là không có nói ai, đệ tử chúng con. Tất cả chúng con có mặt ở đây, không phân biệt. Cho nên mình hồi hướng, dĩ nhiên là mình phải có đối tượng mỗi thời kinh. Cầu an cho ai, cầu siêu cho ai. Rồi làm gì nữa, cuối cùng nói nhiều quá nói đâu hết. Dương thời. Ví dụ như ngày lễ Quan Âm, là đối tượng của mình lễ này là lễ ai? Đức Quan Âm. Thì mang phẩm phổ môn ra tụng, mang chú Đại Bi ra trì, mang ngũ bách danh ra lại. Rồi đến Tết thì muốn khỏe mạnh an vui, cho nên cầu đối tượng là ngài Dược Sư. Mà đã là Dược Sư thì đối tượng phải làm gì? Phải lập đàn Dược Sư, thỉnh tượng Phật Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, lễ Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, trì chú Dược Sư, thắp đèn Dược Sư. Gọi là hiến cúng Dược Sư đăng, tụng Dược Sư kinh, trì Dược Sư chú, niệm Dược Sư thánh hiệu, lễ Dược Sư Phật. Đối tượng của cầu an trong mùa Tết là Đức Dược Sư. Và vì con niệm danh hiệu Dược Sư, cho nên con biết rằng con đang học làm một Dược Sư. Dược là thuốc, sư là thầy. Một người thầy có đủ khả năng cho thuốc. Cho nên mình cái bình đẳng đó, bình đẳng đó, ai cũng đi vào trong ngôi chùa này bằng nhiều cửa, nhưng nhằm một mục đích là mở loa cho mọi người nghe cùng khắp hết, bình đẳng. Mưa rơi xuống không hề có dị tình. Chỗ này tôi thương là rưới nhiều chút, chỗ này tôi không ưa rưới ít chút. Mưa là bình đẳng, rồi tùy theo mỗi loại cây mà hấp nước, hấp thụ nước. Nắng soi đều không phân biệt. Cho nên đó là đại nha. Rồi giờ tới bi nè. Bi nghĩa là gì? Là cứu khổ. Còn từ là cho vui. Từ là cho vui mà bi là cứu khổ. Nhưng mà đôi khi chúng ta chỉ vừa lấy khổ ra khỏi người đó thôi là đủ vui rồi. Phá hoài ví dụ như cái người đó, người ta bị một cái khóe chân, mình lấy cái khóe đó ra, trời nó nhẹ liền. Nhưng mà giờ từ thêm chút nữa cho miếng dầu vô. Bi là bạc khổ, từ là cho vui. Lấy cái khóe đó rồi nhẹ chân, cho miếng dầu vô, không làm đập. Tôi chữa bác hết bệnh rồi đó, nhưng bây giờ bác ráng uống thêm này kia nha, cho thuốc bổ vô uống thêm. Thí dụ như các vị Bồ Tát, các ngài thấy cái khổ của chúng sanh mà các ngài khởi tâm. Ví dụ như trong kinh nói, các vị Bồ Tát biết căn tánh chúng sanh mà tạo điều kiện thuận. Thí dụ như ngày thứ hai nè, tổ chức 3 buổi pháp thoại, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều.
Bây giờ ngồi đây ngàn người không? Trên ngàn người. Chỉ có những người thuận buổi trưa. Nhưng bạn lát tối thì những người ta đi làm ca tối, người ta không về được giờ này, người ta đi ca tối. Đấy. Biết cái điều kiện của mọi người, mà biết cái căn tánh của mọi người mà chúng ta tạo điều kiện. Cho nên các chùa mà bán thức ăn chay đó cũng là một hình thức tạo điều kiện cho Phật tử dễ dàng trong việc ăn chay. Một phần là trợ giúp cái ngân quỹ cho chùa duy trì phát triển, nhưng một phần đó là để trợ duyên cho Phật tử giữ tâm niệm ăn chay. Ở chùa Pháp Hòa cứ dặn hoài mấy cô: Phật tử mà bước vô chùa, chuyện đầu tiên lễ Phật xuống rồi nhớ hỏi các vị dùng cơm chưa. Đừng để người ta, nhiều khi mình không nói người ta đói bụng, người ta nghĩ chắc xuống chùa có ăn, nhưng mà người ta không có nói gì cái mình cũng nín luôn. Cái nó thôi sao chùa im quá, thôi mình đi ăn phở đi. Mình chịu khó hỏi một câu, có cơ hội cúng dường đồ chay. Mà bữa nào mình nói mà Phật tử thí dụ ta gọi ta nói chùa có gì cho con ăn không, không có cũng phải nói có. Trong khi họ lái xe tới là mình làm liền. Chùa mà lúc nào cũng có sẵn những thức ăn chay fast food. Thưa đại chúng, thật sự nhiều khi một tô mì gói người ta ăn, người ta vẫn hạnh phúc. Tại vì người ta thấy được cái tâm lân mẫn của các thầy cô, các Phật tử trong chùa. Sống kiểu vậy sao chết nổi. Quý sư cô hỏi thầy có cho Phật tử chụp hình không? Ngu gì không cho. Không cho cũng chụp rồi kìa. Tại vì sao phải không? Ta ỷ ta bự. Ta đại mà. Thí dụ như mình tụng một thời kinh, mình thấy là Phật tử ở đây á, phần lớn là không có hiểu được những cái bài kinh bằng tiếng chữ Hán, soạn mấy cái bài kinh tiếng Việt cho người ta tụng. Bữa hôm bên Bát Nhã cũng vậy, cả ngàn người đâu có đủ kinh dược sư. Thôi tụng cái gì mà phần lớn đại chúng ta thuộc, chú Đại Bi. Pháp Hòa nói vậy đó. Có nhiều khi mình đi vào trong một cái buổi lễ, mình định tụng kinh đó mà giờ đông quá, thứ nhất là không đủ phát, thứ hai là có thể người ta chưa hiểu nổi cái kinh này. Thôi tụng cái gì ngắn gọn để cho người ta tiếp nhận, người ta thuộc, ta tụng, ta hòa âm, ta tụng với mình, tạo một cái năng lượng. Cho nên các vị Bồ hồi xưa Phật Bồ Tát mà muốn làm gì các ngài quán, các ngài phải nhìn thấy cái nhu cầu của mỗi người cần cái gì để mình thể hiện lòng từ bi của mình cho nó đúng mức. Thế thôi. Xét căn tánh của chúng sanh không điều thuận, xét thấy chúng sanh có thiếu thiện căn, vì thiếu thiện căn căn lành cho nên tạo những căn lành. Xét chúng sanh còn mãi trong đêm dài tâm tối nên ta khởi tâm từ bi. Quý vị đọc lịch sử Đức Phật của chúng ta, ngài đi tu lúc nào? Thái tử Siddhartha đi tu lúc nào? Khuya, 12 giờ khuya. Nửa đêm vượt thành mà. Gọi Sa Nạc. Sa Nạc, Sa Nạc, dậy, dậy đưa ta đi. Tại sao không đi ban ngày? Đi ban ngày khỏe hơn không? Tại vì ban đêm là tượng trưng cho đêm tâm tối mù mịt của chúng sanh. Chỉ vì người giác ngộ trong đêm tối mới bừng tỉnh, muốn mang cái ánh sáng, muốn mang cái đêm tối này ra khỏi, đi trong đêm tối. Sa Nạc hỏi Thái tử Siddhartha: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thái tử Siddhartha đáp rằng: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu.
Tại làm sao mà trong chùa cái giờ 3 giờ rưỡi 4 giờ ngủ ngon muốn chết, bác về tụng kinh. Chính vì giờ đó ngủ ngon cho nên phải thức để con không mê lầm. Người tu là ngủ chứ không phải là không ngủ, nhưng không ngủ cái giờ người ta đắm chìm trong giấc say. Thường ngủ mà giờ đó là say mà ngủ ngon nhất. Đầu hôm còn lo riết mòn mỏi ngủ. Mà trời mà gần sáng lạnh lạnh vậy trùm mền ngủ nó ấm, trời ngủ ngon. Mà ta ngủ ngon vậy bắt thức. Mà thậm chí trong chùa ngày xưa, hồi xưa các tổ đình là cứ 2 giờ đánh kiển một lần. 2 giờ đánh kiển một lần biết chi không? Không cho ngủ thẳng. Ngủ phải tỉnh, không được đã ngủ, ngủ là một trạng thái của mê. Cho nên không cho mê trong giấc ngủ. Ngủ mà vẫn phải tỉnh. Tổ Đạt Ma ông chia ra 6 canh nha. Canh 1 trang nghiêm ngồi tịnh tu, tới một canh là đánh keng 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 lên. Rồi cái nghe chuông ngồi dậy, có thể gục muốn chết vậy. Ngồi nghe nghe, nhưng mà thể hiện tỉnh thức. Rồi các ngài còn sợ ông nào mà lười biếng không chịu ngồi dậy, dọa ông câu coi. Nghe chuông nằm không ngồi, à ngồi không nằm. Em không có đọc lộn đâu nha. Em đang thử đại chúng có ngủ trưa không đó. Nghe chuông ngọa bất khởi, nghe chuông nằm mà không ngồi. Hộ pháp thiện thần sân, các vị hộ pháp thiện thần ta nổi giận với mình. Hiện lai duyên phước bạc, đời này duyên phước mình mỏng. Lai thế thọ xà thân, kiếp sau đọa làm rắn. Trời nghe vậy ngồi dậy. Để thôi làm rắn chết. Đi vào trong nhà vệ sinh đó, nhớ gõ 3 tiếng. Gõ chi? Cho quỷ, cho quỷ mà cái loại quỷ mà họ chuyên môn uống nước tiểu, ăn phân dơ, trấn ra. Thật sự mình đâu có thấy con quỷ nào nó đi đâu, nhưng mà thể hiện tâm từ. Lỡ có I am here, go away. Gõ lên miệng bồn 3 cái. Cho nên hồi nhỏ mình học luật mình đâu có biết mấy cái đó, cứ làm thôi. Nhưng càng lớn lên mình thấy lòng từ của các tổ quá tuyệt vời. Thể hiện bằng lòng từ, bằng từng ly từng tí. Đi đâu cũng phải cầm cái vợt nước theo. Tại vì đi uống nước dọc đường. Hồi xưa bên Trung, bên Đài, bên Ấn Độ á, người ta nghèo, thiệt là nghèo. Nhưng có một cái người ta không nghèo, là mỗi nhà đều có một cái khạp nước hứng nước mưa để ăn trước. Rồi ta có một cái gáo ta dựng ăn trước chi biết không. Ai đi đường lỡ khát nước cứ tấp vô đó uống. Ở dưới quê cũng vậy. Ở trên thành phố có chứ quê có. Quê nhà người ta trước cửa người ta để cái khạp nước vậy đó. Thì mình là người tu, mình là người tu thì trong đãi tu của mình phải có một cái đãi lọc nước. Cái đó gọi là gì biết không? Lự thủy nang. Lự là lược, thủy là nước, nang là cái vợt. Cái vợt lược nước. Mỗi khi uống múc nước từ trong lu khạp của người ta rót vô trong cái lược nước của mình. Lỡ con lăn quăng con này con kia nó ở trong đó thì mình uống xong mình lộn ngược trở lại cho nó tiếp tục sống trong đó. Thiện tai lự thủy nang, hộ sanh hành từ cụ. Đẹp thay, lành thay, đồ lọc nước là dụng cụ của người tu để thể hiện lòng từ. Thiện tai lự thủy nang, hộ sanh hành từ cụ. Làm như vậy mới phương hiệp Bồ Tát Đạo. Nếu anh làm được điều đó thì anh mới hợp được, anh mới khế hợp được với cái đạo của Bồ Tát nói. Cho nên mình đề xướng ăn chay. Ăn chay không phải thành tiên thành Phật, nhưng mà trước hết thể hiện lòng từ của mình đối với các loài vật nhỏ khác.
Không ăn trường được, ăn trái kỳ, một tháng một ngày thôi. Mà đồng thời nếu mà người nào mà ăn chay trường được nữa càng tốt, bởi vì bệnh dễ trị, trong người không có độc tố khác. Vì khi con vật nó chết, bao nhiêu cái oán ức nó kết tinh trong thịt của nó, trong máu của nó, trong xương tủy của nó. Mình, người, nó đi vô trong cái chỗ mà người ta sát sinh là sợ hãi, hận thù của nó dồn hết trong xương tủy máu huyết của nó. Mình phải ăn cốt kìa, nấu ra lấy chất nước đó uống, bỏ xương vô nồi hầm, uống ba cái nước độc không chứ gì. Rồi quý vị thử tưởng tượng, ví dụ như mình nói là mình sẽ làm cái bữa cơm đó coi, chưa làm gì hết mà tâm, cái tâm ý của mình sẽ khởi, nắm cánh nó cỡ nào, chặt nó làm sao, khứa nó làm sao, sát muối nó làm sao. Chưa làm nhưng tâm phải tưởng tượng cảnh đó chứ. Đánh dãy nó làm sao, đập đầu nó làm sao. Thành thử ra hành động ác chưa, nhưng tâm ý ác đã khởi trong một hành động làm những cái con vật đó để ăn. Cho nên mình nói từ bi. Bây giờ mình sẽ thấy rằng cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn có từ bi thì không phải trong chùa mới có, mà hình như nó khắp cùng mọi nơi mọi chỗ. Ví dụ người nào mà ngán cơm chay quá, suy nghĩ đi, thôi ăn bỡ bệnh, ăn để đỡ bệnh, ăn để giảm sát, ăn ngon liền. Bữa nào mà mình ngán cơm quá, trời ơi bữa cơm này ngon hơn hồi mình ở Việt Nam mấy chục năm trước rồi. Mấy chục năm trước hả, cầm củ khoai lên lượm được có mấy hộp gạo bỏ vào miệng thôi, ăn khoai múc mùa lệ thủy. Ăn đến bây giờ tôi gặp khoai tôi sợ còn hơn mát tôi nữa. Cho nên Bồ Tát thấy chúng sanh còn trong tâm tối cho nên khởi lòng từ. Tâm tối là tượng trưng cho mê lầm. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu trong ban đêm để biểu lộ một hình ảnh đêm tối vượt thầm. Chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Ta hẹn ngày về khi giác khi ngộ đạo, tìm ra phương án cứu khổ sầu. Khi mà Thái tử đưa tóc cho, cắt tóc rồi cởi đai cởi áo đưa cho Sa Nặc mang về, ta hẹn ngày về khi giác ngộ, giải thoát tìm ra lối khổ sầu, giải sầu. Thấy chúng sanh làm việc bất thiện mà khởi lòng bi. Sư bà Hải Triều Âm á, đây lời sư bà dạy nha. Sư bà nói quý vị nghĩ coi, có phải mình là một con quỷ sứ không, hành tội nhân ở dưới địa ngục không? Chiều nào trong nhà bếp của mình bóp bóp chặt, khứa kho xào chiên rán, đó là những cảnh của địa ngục. Nói vậy không có biểu là rên án những vị ăn chay nha, ở ăn mặn nha. Chiều nay bị lộn microphone hoài cho nên. Xin thưa đại chúng, nói như vậy để rồi chúng ta thấy rằng tại sao cái điều thiện mà chúng ta khai khởi lên để làm chi? Để nuôi dưỡng mình. Thấy một người kia ăn hiếp người nọ, mình cũng thương, mình làm sao để mình giúp đỡ cho người đó. Thấy xét chúng sanh bị lòng tham muốn trói buộc. Lòng tham trói buộc cho nên mỗi lần ăn phải quán. Thức ăn này chỉ là phương thuốc chữa bệnh chứ không vì tham đắm mà. Cho nên ở chùa mà ăn những cái giờ giấc không đúng thường gọi là phi thời. Mà nói cho nhẹ nhàng gọi là dược thực, ăn thuốc. Nhiều khi mình ăn mình không có còn nghĩ tới cái tham ăn, tham ngon nữa, mà nghĩ đó là phương thuốc để trị bệnh cho mình. Hôm nay ở trong đạo tràng Đại Bi,
Pháp Hòa chỉ trích một vài câu trong kinh thôi, chứ còn kinh thì nói những cái phần này rất là nhiều. Ở đây Pháp Hòa nói về đại, nói về bi. Như thế nào gọi là đại? Và bi nghĩa là lấy cái gì để chúng ta khởi bi? Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình thương hết các con mình có bình đẳng không? Bình đẳng không? Thương giống chứ. Thương thì giống nhưng mà hành xử thì có khác. Tại sao? Bởi vì đứa con nào nó bệnh tật, nó khờ khạo, mình thương nó hơn. Ví dụ như những đứa bị bệnh tự kỷ, bệnh trầm cảm, mình phải thương nó hơn chứ. Nhưng mà thương là giống nhau hết á. Nhưng mà cái đứa nào mà nó nặng nề hơn thì mình chăm sóc nó khác hơn. Cho nên đại thì bình đẳng và bi thì có khác. Pháp ví dụ á, ở trong đại chúng đây, cái hội trường này nó lớn như vậy thì một tình thương mình đồng đẳng, nhưng mình sẽ nhường cái ghế cho những bác lớn tuổi đau chân, mình chịu khó ngồi đất. Tức là bình đẳng là mọi người, bác ngồi trên ghế bác cũng nghe, con ngồi dưới đất con cũng nghe. Bác ngồi trên ghế bác cũng là Phật tử, mà con ngồi dưới đất con cũng là Phật tử. Nhưng đó là đại đó, đó là bình đẳng á. Nhưng sự chia sẻ này là con tùy vào mỗi tuổi tác mà có khác. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên đại bi là vậy. Đại là bình đẳng, giống nhau hết. Nhưng bi có khác là tùy mỗi hoàn cảnh con người cần. Mà vì chúng ta có xét, có quán, chúng ta thấy được cái nhu cầu, cho nên chúng ta lân mẫn cái điều giúp đỡ đó một cách trực tiếp mà đúng cái nhu cầu của người đó, cho nên gọi là bi. Hiểu được như vậy rồi, từ đây về sau mình làm việc gì mình cũng đem hai chữ đại bi để mình trang điểm cho việc làm đó, thì mình thấy việc làm này sẽ đẹp, dễ thương, từ cái tâm bình đẳng, sở duyên, hành tướng, tư lương, bằng cái tâm bi của mình. Trong này có một câu hỏi, đại chúng có thể ngồi mình trả lời vài câu hỏi được không? Rồi. Kính chào thầy, làm sao mình có thể hỏi người đã chết? Có người đòi nợ người vợ, mở ngoặc người chồng đã chết cách đây mấy tháng. Người đó nói là chồng con thiếu người đó 2,000, nhưng người vợ biết rằng ông chồng không thiếu nợ và không thiếu vì mượn không hề có mặt người vợ. Mở ngoặc tiếp, người vợ biết là người chồng sống rất tự ái, nghĩa là vì tự ái cho nên không bao giờ mượn nợ, và người đòi nợ này không bao giờ cho người ta mượn tiền. Câu hỏi là how to connect to pass away people. Trời ơi, nói tiếng Việt sao không hiểu, ngoảo ngoạc thêm nói tiếng Anh nữa. Xin thưa là bây giờ hỏi tiếng Việt hay hỏi tiếng Anh? Em cũng trả lời tiếng Tàu, ngọm chi. Ngọm chi à? Trời đất ơi, nếu mà em hỏi được người đã chết, em đâu làm thầy chùa. Chừng đó quý vị sẽ kêu em là thầy Pháp. Mà nếu như một vong nào mà ngồi vậy mà trả lời thì chắc gì em ngồi đó chịu nghe. Mà em có khả năng mời người đó nói chị ơi, chị về đây, chồng chị sắp sửa nói chuyện với chị, thôi thầy nghe giùm con đi. Đùa cho vui thôi. Nhưng mà thật sự đây cũng là một cái, bây giờ không biết giải quyết sao mà
100 năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra ông thầy. Nhưng mà hỏi kiểu này không phải là tra cứu mà tra tấn. Bây giờ á, người đã chết mượn tiền, mà người vợ xác định rằng chồng mình không bao giờ mượn tiền, và người vợ cũng biết chắc chắn rằng người này không bao giờ cho ai mượn tiền. Mà cái khổ một cái là bây giờ không biết làm sao hỏi chồng mình có mượn tiền thiệt hay không. Tối nay Pháp Hòa sẽ trùm khăn hỏi giùm. Như ta là công chúa Thủy Tề, ở đây ai bắt bệnh nặng nề chi không? Thì không biết giải quyết làm sao ta. Thôi bây giờ cô thử làm cái này thử coi. Cô thắp hương cô khấn đi. Anh thật sự có mượn tiền ai? Nếu anh chưa siêu thoát và chưa trả, hãy về báo mộng cho em biết. Nếu anh thật sự mượn tiền của người ta mà chưa trả, thì em sẽ vì anh mà trả để anh không mang nợ người ta. Còn nếu không được nữa, nói với cái chị kia: thôi bây giờ á, tôi không biết là chồng tôi có trả tiền cho chị không. Quên chuyện gì đã xảy ra. Cái gì khó ăn hay lộn lắm. Bây giờ á, nếu mà người đó dựng chuyện nói đi nữa, nếu cô có khả năng trả, cô trả đi. Trả để làm gì? Để cho người đó dứt cái sự dèm pha đi nói là chồng mượn tiền mà vợ không trả, nếu mình có khả năng. Còn nếu như á, mà mình nói được, mình tức, mình biết cái người kia nhất định không có trả, không có mượn, không có cho mượn. Bây giờ tôi không biết chồng tôi có mượn chị không, mà tôi không biết là chị có thật sự cho mượn không. Thôi bây giờ mình cùng phát tâm nha. Tôi với chị lấy 2000 này làm từ thiện. Tôi không trả thì chị ấm ức, mà nếu tôi trả thì tôi tức quanh năm. Thôi bây giờ để chị không ấm ức mà tôi cũng không tức, mình cùng nhau tạo cái đức. Giải quyết vậy thôi chứ biết sao giờ. Bây giờ tôi, nếu tôi trả thì tôi cũng rất là phiền, tại vì tôi không biết thật sự chồng tôi mượn không. Thì giờ tôi trả thì, còn nếu mà cái vị này muốn giải quyết, thôi biết đâu chừng, nếu ví dụ như mình không thật sự mượn, nhưng có thể đây là một món nợ của kiếp trước, trả cũng không sao hết. Nếu 2000 đó mà giải quyết mọi vấn đề ân oán cũng xứng đáng chứ chẳng sao. Nếu như tâm thức của chồng mình đã chết rồi mà cái người đó họ đã, nếu thí dụ đây cái người này ta cố tâm ta dựng chuyện, ta cố ý ta lấy 2000 này của mình không trả, người ta chửi cái vong linh cái trong chồng mình năm này tháng kia cũng tội nghiệp ống. Thôi thì bây giờ có khả năng cứ trả, còn nếu không nữa khuyên cái người kia cùng nhau tạo phước. Còn nhưng mà theo nguyên tắc mượn thì phải trả, mà cô có trả cô cũng đừng nghĩ cô lỗ lã, vì cô trả nợ không phải kiếp này thì chắc rằng cũng kiếp trước có người ta mới đòi. Còn nếu như người đó mà dựng chuyện đi nữa không sao hết, thay vì mình bố thí cúng dường hồi hướng cho chồng thì bây giờ đây cũng là một cái dịp để chúng ta bố thí hồi hướng công đức cho chồng, không mất đâu hết.
Kính bạch thầy, có một vị bác sĩ công giáo hỏi: đạo Phật từ bi không sát sanh, nhưng nếu không dùng những con vật làm thí nghiệm, đôi khi không thành công, chúng chết, sợ thành sự thành công cứu sống ngàn người, thì sự cần thiết thử nghiệm này đối với đạo Phật sẽ có câu trả lời ra sao? Thưa đại chúng, đạo Phật chỉ khuyên chúng ta không giết người bừa bãi, không giết người để làm vui, không giết người vì hận thù. Còn nếu như một con vật chúng ta dùng nó để thử nghiệm, để cứu muôn ngàn người, thì cái điều này không thể chúng ta không làm. Bởi vì đôi lúc chúng ta phải dùng một cái gì đó để chúng ta cứu cái người khác. Ở đây không phải chúng ta giết vì chơi cho nên lòng từ bi không tổn giảm, mà chúng ta vì cứu người mà chúng ta hành động, chúng ta nghiên cứu để chúng ta tìm ra những phương thuốc. Ví dụ như hiện nay người ta đang bào chế thuốc chữa virus corona. Biết đâu chừng người ta tạo cái thuốc đó, người ta cũng cho những con vật nó bị trúng cái vi trùng đó, rồi người ta thử thuốc, mình không biết. Nhưng mà chắc chắn một điều, trên thế gian này muốn tìm bất cứ thứ thuốc nào đều phải có sự thí nghiệm hết. Nếu như người ta không thí nghiệm mà người ta cho mình uống thuốc á, thì người ta sẽ ở tù, vì người ta làm một món thuốc mà không có kiểm chứng, không có xét nghiệm. Thì chừng đó xã hội nó càng tệ hại hơn nữa. Đủ thứ xảy ra nếu không có những cái quá trình đúng luật. Cái gì chúng ta làm đúng luật pháp mà không có phải là một cái hành động tội ác mà luật pháp không cho phép, thì cái đó chúng ta không có gọi là phạm luật, phạm tội gì cả. Vì luật pháp chấp nhận điều đó, cho phép điều đó. Ở bên Tích Lan á, chính quyền ra một cái lệnh là tất cả người dân không được đi săn, đi câu cá bừa bãi. Chỉ những người nào làm công ty chài lưới tôm cá để mà cung ứng thực phẩm cho thị trường ăn uống thì người đó có giấy phép của chính quyền được làm nghề đó, còn toàn dân không được đi săn, đi bắn một cách bừa bãi. Thì cái đó là luật pháp ta cho. Pháp Hòa nói ví dụ như ở bên cái tỉnh Hải Thanh của Trung Quốc, nó sát với lại Tây Tạng, mà nó người dân Tây Tạng sống ở đó rất là nhiều. Thì cái năm động đất 2008 chết hàng ngàn người, mà cái vùng đó rất là thiếu củi lửa, cho nên người ta không có thiêu, mà người khác đất ở đó là đá sỏi không, đâu có chôn được. Thì người ta phải đem các cái xác chết này để trên núi cho chim quạ kên ăn. Mà một cái xác để như vậy làm sao nó ăn, thì buộc lòng phải chặt ra. Nhưng mà cái chặt đó không phải là người ta làm để mà vì vui, và vì giải quyết những cái thi xác này để không làm sanh lên cái nạn bệnh dịch cho cả dân chúng. Quý vị thấy là ngày nay con virus corona này đâu phải chỉ hoành hành ở tại Trung Quốc, đâu phải chỉ hoành hành ở bệnh nhân, mà ảnh hưởng cả thị trường làm ăn của cả thế giới. Vì người ta sợ bệnh, không ai dám đi chợ, không ai dám đi ăn tiệm vân vân, thì đâu phải là một chỗ mà người ta ảnh hưởng đâu. Mà bây giờ nếu mà nói thôi đừng sát sanh thì mình tự sát. Thế giới này sẽ không còn sự sống thì con người mình sẽ chết. Cho nên đạo Phật không có cái việc đóng khung, mà nếu nói đúng hơn là trong tất cả giới luật chúng ta có 4 giai đoạn hành trì, 4 phương cách để giữ giới. Một là khai, 2 là giá, 3 là trì, 4 là phạm. Khai là mở, không, giá là ngăn, trì là giữ, còn không sẽ phạm. Ví dụ như người đó bệnh cần phải pha thuốc với rượu, vị thầy tỳ kheo không được uống rượu, nhưng vì bệnh có uống rượu tỏi trong vòng 3 tháng để trị một cơn bệnh.
là khai. Hết bệnh rồi không được uống gọi là giá, và phải trì giới không uống rượu là trì. Còn lợi dụng tôi bệnh hoài, đó là phạm. Lợi dụng còn bệnh để uống rượu gọi là phạm. Quý vị nhớ vậy: khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Kế nữa, ngày xưa có một thầy đó, thầy bệnh. Đệ tử thấy thầy đi bác sĩ hoài không hết, thì cuối cùng mới tìm ra được một phương thuốc bắc, là phải hầm một con gà để cho thầy uống với cái canh đó thì hết bệnh. Thì khi mà hầm con gà với thuốc xong thì thầy uống thầy hết bệnh. Đệ tử cũng không nói gì, thì thầy mới hỏi các đệ tử là các con đã làm thuốc gì cho thầy uống mà thầy hết bệnh. Thì các người con mới nói rằng con đã chưng canh gà cho thầy uống. Ông nghe xong ông nghĩ ông phạm giới, tức ói máu chết. Khi ói máu chết á, đọa làm một loài quỷ. Quỷ này là thương tiếc tôi là người phạm giới vân vân, cho nên dính mắt trách móc đệ tử, rồi trở lại làm một loài trong cõi âm như vậy. Thường kêu réo trong chùa ban đêm, nhức dạ ẩm kê than. Một đêm uống canh gà chết, một đêm uống canh gà chết, đêm nào cũng nghe cái tiếng rên như vậy. Thì một hôm có một vị hòa thượng đến chùa, thì các đệ tử trình cái điều đó lên, nói khuya nay thầy hòa thượng có nghe điều gì thì xin hòa thượng đừng có sợ, tại vì thầy của chúng con mới kể hết câu chuyện đó ra. Thì vị hòa thượng nói thôi được rồi, để tối nay tôi sẽ vì thầy của các ông mà tôi khai đạo. Thì đêm đó khuya lại, cái người đó cũng rên, nhức dạ ẩm kê than. Thì hòa thượng bước ra ngoài cái cửa phòng ngày, đọc lớn lên: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật vãng sanh ở phương Tây. Đọc xong rồi, cái vong linh đó, cái tâm thức người đó giải tỏa. Mình đâu có cố tình mình uống đâu. Thứ nhất là mình đâu có xúi nó, mình đâu có biểu gì, đệ tử nó thương nó làm. Mà hơn nữa cái quan trọng là bây giờ mình hết bệnh rồi thì mình làm gì, chứ đâu phải là mình tức tối gọi là giữ giới cái chuyện đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình cứ thoải mái đi, không phải. Nhưng có những trường hợp chúng ta phải hiểu giữ giới ở như thế nào, để người ta không nhìn đạo Phật một cách máy móc. Chúng ta không có phải máy móc, mà chúng ta biết linh động uyển chuyển mọi thứ để cái đạo lý này nó được trôi chảy trong cuộc sống. Như vậy chúng ta mới định nghĩa được cái chữ đạo Phật. Đạo Phật là lý lẽ để sống. Hôm rồi Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện đó, người ta hỏi đạo là gì, vị hòa thượng trả lời: ô lộ. Ô là màu đen, tượng trưng cho con quả, quả là màu đen. Lộ là con ngỗng, ngỗng thì màu trắng. Đạo là gì? Đạo là chân thật như con quả đen và con ngỗng trắng. Vậy thôi. Nhưng mà thay vì tôi nói với ông đạo là chân lý, đạo là con đường, đạo là lẽ thật, đạo là lý tánh tuyệt đối, nói dài dòng, tôi nói hai con thôi: quả đen, ngỗng trắng. Ông mà người linh động nhận được. Kính bạch thầy, con là người công giáo, nhờ nhân duyên lành gặp được thầy. Nhưng con tin cả hai, Phật và Chúa Giêsu. Vậy có đúng không? Mình tin chứ mình đâu có bán bổ đâu mà không đúng. Mình tin mà. Mà mình tin cái gì ở nơi các ngài? Mình tin các ngài dạy mình sống có nhân cách, sống có đạo đức, sống biết bỏ ác, làm lành, chuyển hóa tâm. Thì mắc gì cũng được. Mình đi theo chùa là dấu huyền, mình đi theo Chúa là dấu sắc. Nếu mình không theo Chúa, theo chùa là mình rất chua.
Trong nhà thờ đọc Amen, nhà chùa đọc A-di-đà. Hai chữ A gặp nhau là bin double E. Kính thầy, con hằng ngày lo tu tập, nhưng con thích mặc đẹp, ăn ngon, vậy có tội không? Quá thành thật. Quý vị thấy Quan Âm Thế Chí đẹp không? Mình có đẹp bằng hai cụ đó không? Vậy sao sợ tội? Quan Âm Thế Chí nghe, đeo bông vàng vòng đeo tùm lum hết. Mình cũng lại hì hộp vậy. Tại sao Bồ Tát đeo bông? Tại sao Phật không có, Bồ Tát có? Nó cũng có cái ý của nó chứ. Bởi vì Phật là người giải thoát, cho nên chuyện vàng vòng không có dính mắc. Còn Bồ Tát là người nhập thế, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát nhập thế. Mà nhập thế là phải đeo cái này để người ta biết mình nhập thế. Nhưng mà Bồ Tát nào không mặc những cái đó? Bồ Tát Địa Tạng. Vì Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho xuất thế, cho nên cạo đầu mặc đồ tu. Các vị là những người cư sĩ ở đời, không thể nói tu rồi là bỏ gì. Nếu mình muốn tu cư sĩ tại gia thì mình không cái đó. Nhưng tu nó cũng chừng, nó tùy theo cái phát tâm của mình. Tu làm sao mà trắng nhờ trắng dạch, ốm o gầy mòn. Có nhiều vị nói ăn chay mà ăn mà mập, nhưng thầy Pháp Hòa tôi ăn liền. Trời ơi, nghe tự ái vô giờ bữa. Phải chi mà nói ăn rồi tướng hảo như thầy, nghe còn ham ăn mà mập như ông thầy vậy. Nghe chưa, mập là kỳ lắm mà. Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát xuất thế. Vì xuất thế cho nên đầu cạo tóc, mặc pháp y, tay cầm tích trượng là người xuất thế. Mà người xuất thế mới ra khỏi địa ngục. Còn Bồ Tát Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Thế Chí là các vị Bồ Tát nhập thế. Nếu không nhập mình réo ngàn chi. Mẹ ơi con khổ quá mẹ ơi, mẹ cứu con đi mẹ ơi. Đó, khổ kêu ngài. Mà thậm chí là bây giờ là mình thương ngài riết rồi, mình làm Đức Quan Âm đủ kiểu. Có bữa Quan Âm chân kéo lên trên, một chân thòng xuống, thõng cái tay về, hỏi cái gì đây? Quan Âm tự tại. Mấy đứa nhỏ nó hỏi này là cái gì này? Quan Âm ready to go. Tại vì mình kêu á, mình kêu ngày cái ngày thả sẵn cái chân ngày xỏ xuống ngày đi cho nó lẹ. Vậy thưa đại chúng, là bây giờ các vị hiểu là tại sao các tượng Bồ Tát để tóc không? Đeo vàng vòng không? Đó là biểu tượng Bồ Tát nhập thế. Còn cư sĩ tại gia, quý vị phát tâm tu năm giới tam quy ngũ giới bình thường, không có phải quý vị quy y rồi là quý vị bỏ hết đâu, bình thường thôi. Nhưng bây giờ có chánh niệm nè, không ăn uống bừa bãi nữa. Những cái con vật gì bình thường cuộc sống người ta nhận thôi, thí dụ như gà, vịt, cá, quý vị cứ ăn cuộc sống bình thường. Nhưng đừng có ăn những cái khủng hoảng, canh dơi, máu rắn. Những cái đó không nên ăn, vì mình là Phật tử rồi. Rồi ví dụ như hồi xưa mình chưa tu tập, mình á, sáng xỉn, chiều sai, tối lai rai, mai làm nữa. Bây giờ mình tu rồi, thôi cái đó dẹp lại. Khi nào đám cưới, đám hỏi, đám tiệc, uống một chút xả dao. Ngày xưa xả láng, bây giờ tu rồi chỉ xả dao thôi. Đó là level của Phật tử. Còn cái chuyện mà các vị đi tiệc tùng, quý vị mặc đồ đẹp, quý vị trang sức, không có gì trở ngại hết. Đạo Phật không có phải là biểu mình cắt hết mấy cái đó đi, không phải vậy.
Quý vị còn thích mặt đẹp có tội không? Tội gì? Tội gì đâu. Nhưng mà nếu như mình không có mà cố gắng đi mượn tiền, mượn bạc rồi chôm chĩa của người ta đeo vô đó, đâu tội à? Có gì đeo này? Mà bây giờ không cần đeo đồ thiệt đâu, mua mấy cái đồ vàng 10 rồi đeo, bộ nào đeo cặp đó là đủ vui rồi, lỡ mất không tiếc. Nhưng mà mình cũng biết là đẹp cỡ nào. Thí dụ giờ mình có 5 đôi bông, đeo đôi thôi chứ. Không lẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my god. Cái lương. Thành tế Pháp Hòa hay đùa, nếu mình là Phật tử ăn mặc đúng mốt là sang, không đúng là sến. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói và chứng minh nè. Trong kinh dặn á, trước khi đi tụng kinh làm gì? Tắm gội sạch sẽ. Thì cái chữ tắm gội sạch sẽ là gì? Là muốn cho mình phải tương tất gọn gàng, chứ đạo Phật đâu phải dạy mình bê bối. Trước khi đi tụng kinh là súc miệng, đánh răng, rửa mặt, tắm gội. Nhớ không? Trong sám dược sư hay kinh dược sư nói phải không? Hải tạo đức hình tượng Đức Như Lai ấy bảy vị, trước mỗi vị đặt bảy ngọn đèn. Cái lượng của mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày không dứt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chỉ cần chỉnh sửa đạo tràng, trang nghiêm đúng cách. Vậy thì chữ trang nghiêm là đẹp chứ gì nữa, chứ đâu phải không cho mình đẹp đâu. Mặc áo tràng mà không cho giặt, áo dài đi cưới thì ủi láng o, còn áo tràng mặc nhăn nheo đâu đúng. Áo tràng cũng phải sạch sẽ, ủi thẳng tắp đàng hoàng. Cho nên đừng có làm cái chuyện này. Hết giờ chưa? Ủa sao chưa hoài vậy? Nhiều câu hỏi quá ha. Xin hỏi thầy, đọc kinh ở nhà và đọc kinh ở chùa có khác biệt gì không? Đọc kinh ở nhà thì có một mình đọc, còn tụng chung với chùa thì nhiều người. Vậy thì cái nếu mình tụng chung với chúng thì sao? Đó là một cái năng lực giúp cho mình dễ trong cái vấn đề hòa âm tụng niệm. Còn mình tụng ở nhà cũng không sao, nhưng mà đôi lúc mình dễ làm biến. Ví dụ như bữa tụng bữa không, còn tụng với chúng ở chùa không thể không được, không thể bỏ được. Cho nên nó có cái lợi là như vậy. Thôi một câu nữa là mình nghỉ nha, để các vị còn nghỉ ngơi, tối còn show nữa. Tối nay 7 giờ ở chùa Đức Phước ở California nè. Đây là câu hỏi cuối cùng của một Phật tử ở đây. Con kính chúc thầy luôn được bình an, nhiều sức khỏe. Xin thầy hoan hỷ giải thích dùm hiện tượng của riêng con. Mỗi lần con ăn cơm cúng vong trong chùa hay cúng dỗ, con đều bị nôn mửa dữ dội. Ngay cả khi cơm cúng thất cho hương linh ba con cũng xảy ra như vậy. Con có nhờ các sư thầy sư cô giải thích, họ nói chắc con bị bệnh ảo tưởng. Xin thầy giúp con và giải thích cho con hiểu rõ nguyên do vì sao và cách khắc phục. Nguyên do là vì cơm cúng xong nó nguội. Còn cách khắc phục là ăn mà vẫn bị thì khỏi ăn. Chứ ăn chi rồi để cứ bị hoài hỏi. Thật ra cái này á, nó chỉ là những cái hiện tượng, coi như là ngàn người mới có một, chứ không phải ai cũng vậy mà nó có. Thành thử ra tùy, nếu mình cảm thấy mà mỗi lần mình ăn vô mình khó chịu thì khỏi ăn nữa.
Còn nếu mình muốn biết coi tâm linh này nó thật hay không thì mình khấn trước khi mình ăn: xin các vị cho tôi được ăn chén cơm cúng các vị được khỏe mạnh, không có những cái bệnh tật gì xảy ra. Mình khấn thử, nếu mà được thì mình biết là một cái tâm linh đặc biệt, còn không được thì thôi khỏi ăn. Chứ có gì đâu mà mình phải ăn chi rồi để mình cứ khổ hoài. Nó có nhiều cách để mình giải quyết. Thôi bây giờ còn nhiều câu hỏi quá, nhưng mà hết giờ rồi. Pháp Hòa sẽ trả lời mấy câu hỏi này ở chùa Đức Phước tối nay. Rồi, cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ mời đại chúng ngồi xuống, Pháp Hòa hát cho quý vị nghe. Xin đại chúng chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi, chắp tay trang nghiêm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.